rất là ngon, hấp dẫn kìa. Đây là món đặc sản đây hả anh? Đặc sản của sao? Ăn chút chút nó chịu hải khắp bà tin đi được. Ờ đấy. Đấy đúng rồi, chút chút vào. Đấy, đúng rồi, tạt tạt tạt. Nó có mùi vị như nào anh? Mùi vị. Không có thời gian xào à? Chứ đây là đậu rán à? Rán cả bìa luôn với nhở? Cái tí nữa ăn thì cắt ra chị hay như nào? Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị đến với ẩm thực chợ phiên Đồng Văn nha, Bình Liêu, Quảng Ninh nha quý vị. Quý vị thấy như đấy là đây là một dãy dài những cái quán hàng phở nha quý vị. Ở đây thì là giáp biên Trung Quốc giới luôn nha quý vị. Trước đây thì là chưa rào biên giới thì là những người Trung Quốc thì người ở bên Trung Quốc vẫn sang đây được rất là nhiều nha quý vị. Nhưng là đây người ta sẽ làm ẩm thực theo cái phong cách của Trung Quốc. Bởi vì cái người Dao thanh phán ở đây ấy, sống cả ở bên đất Trung Quốc nha quý vị. Tại vì là cùng một dân tộc nhưng mà bởi bị chia cắt bởi lãnh thổ và chính trị nha quý vị. Nhìn rất là ngon, hấp dẫn kìa. Đây là món đặc sản đây hả anh? Đặc sản của sao? Đồng Văn, Bình Liêu, Quảng Ninh. Đặc sản của sao? Đồng Văn, Bình Liêu, Quảng Ninh. Nó gồm nguyên liệu gì nhiều anh? Thịt đậu, rau, phở. Vâng. Hôm nay bán là đắt hàng ở nhà hội đông không nhỉ? Hôm nay là ngày đông nhất năm rồi. Vâng. Cái món này là xuất phát từ Trung Quốc hả anh? Tại vì là hay dùng xì dầu này nhở? Những cái món Trung Quốc hay dùng xì dầu lắm. Mỗi năm thì mình bán được khoảng bao nhiêu anh? Một tạ hay là bao mấy tạ phở không? Năm á, phải được mấy tấn chứ. Mấy tấn cơ. Tính ngày hôm nay mà. À hôm nay thì phải khoảng 2 tạ. 2 tạ cơ. Đắp hàng đấy nhờ anh nhờ. Mỗi suất thì bán khoảng bao nhiêu anh? Bao tiền đấy? Một suất này 30.000 thôi. Mà được một đĩa à? Một đĩa. Thịt là khách là tự đi mua. Mình mua về xào cũng không, được. Không, xào luôn. 30.000 một suất luôn. Đây là đủ hết luôn. Đây. Đây, ví dụ là cái hộp này luôn này. Nóng rồi. Ở đây người ta không ăn phở, phở nước à phở anh? Phở nước nóng đâu anh. À. Chủ yếu là ăn cái này được, phở này được à? Vâng. Cái này chấm một tí nhỉ? Chẳng ăn. Thế thôi, ăn vô. Vô xì dầu một tí, màu nó mới đẹp. Đây là thịt cho bằng cái bàn nhất. Ôi. Sợ mắt. Sao không nhỉ? Bao tiền ấy, tính tiền để con chị trả tiền luôn. 6 xuân mỗi xuân 38, 6 ba 18. 50.000 với bà. 50.000 6 xuân á. Làm gì có 50.000 sáu suất. Đúng rồi đấy. 50.000 là bao nhiêu suất? 6 suất. Không nghĩa là anh đấy là cái công xào thôi. Công xào thôi phải không? À, anh ấy lấy công xào 50.000. Còn phở thôi. Còn nguyên liệu là mình mua hết phải không? Bao nhiêu? 50.000. Phở mấy công xào là 50.000. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hay nhở, cái này có cả là mua nguyên liệu về cho các đầu bếp xào nữa, được đấy. Đang ngoài thành đến đây là chờ để ăn rồi mua vào. Wow. Không có chỗ mà ngồi để ăn. Đúng cái dịch vụ này của Trung Quốc với Hàn Quốc ấy, kiểu như là chợ hải sản đi, thích con gì người ta chế biến cho luôn đi.
6 suất này là khoảng 1 cân phở không hay là 2 cân? 2 cân. 2 cân á? À, nấu bằng bếp lửa nhá quý vị nhá, đặc trưng nhá. Đặc trưng là nấu bằng bếp lửa. À. Nấu này nó lâu hơn bếp ga một chút đấy nhở. Mỗi khi nấu xong là phải cho nước vào rửa chảo nha quý vị để nó không bị cháy cho những cái lần sau ấy. Đây là thiết kế luôn cái cống ở dưới này nha quý vị, nó chảy nước xuống cống đó. Đây, khách ở đây là mang thịt đến nha quý vị, cho chủ xào cho nhá, là tính theo cân phở, hình như là 1 cân là 25.000 nha quý vị. Là tính bao tiền 1 cân phở xào này anh? 25.000 à? Vâng. Bếp lửa khói ung lên này. Ôi. Bên dưới nó thông gió à? Thấy bên chị này đẹp quá đây mà sáng. Nhiều nó thêm mấy chị. Người nhà ở đây rất là đông khách nha quý vị. Đây khách mang thịt đến cho chủ xào đây nha quý vị. Mình đã tự mua thịt, chỉ là khách chủ quán chỉ lấy cái tiền phở với cả tiền xào đấy nha quý vị. Ở đây là mẹt phở luôn nha quý vị. Bởi vì phở này còn xào nha quý vị nên là mình sẽ review cho một chút nha quý vị, còn xào lên là nó sẽ khử trùng nha quý vị đấy. Bóc từng lớp và nó tráng luôn, cái này tráng thủ công. Cái mẹt rất là to nha quý vị. Cho nó thái và cho lên cân. Này mình không bán phở nước à, chỉ toàn bán phở xào đấy à? Ở đây là bán phở xào thôi. Dân là không thích ăn phở nước đâu à? Có người nó sử dụng. Thấy lên YouTube nổi tiếng thì cứ về là tìm ăn phở xào trước. Nhưng mà đặc trưng là cái món này thôi chị nhờ. Đây đặc trưng là món phở xào này thôi. Vâng. Còn này mình xào bắp bên mà muốn ăn cái gì mua cái đấy cho vào. Vâng. Đi theo. Hay nhở. Cái mô hình này là từ Trung Quốc sang hả chị? Vâng, phong tục à. Ui. Ở phía đối diện này là bán thịt luôn nha quý vị, để cho khách mua thịt sang bên này xào. Ngoài ra ở đây còn có món vịt quay nữa nha quý vị. Quay vào ôm luôn. Cái này mình lấy màu mình có cho cái gì vào không chị? Xì dầu hay mật ong? Sáu vị gia vị à? Còn cái bên trong này sẽ cho móc mật với cả tỏi à? Còn gì quay không? Con. Bao nhiêu một con? 200 con. Quay con có 230 một con là gì? Con chảo này rất là to, chảo này phải xào được mấy chục cân này. Đây là mới đâu rồi.
xào thục trước cho nó chín rồi cũng là cho phở vào. Ở Trung Quốc rất hay ăn xì dầu nhé. Là một cân phở thì hạ được 2 đĩa. Đĩa rất là đầy. Bán hết rồi à chị? Hôm nay bán được bao nhiêu cân đấy chị? 2 tạ à? Làm gì mà 20? 2 tạ thì nhiều quá rồi nhỉ. Chắc là phải 2 tạ chứ. Phải thế, làm 2 tạ thôi, cháu ơi. Làm cả ngày cả đêm đi, không ngủ nữa. Người ta chạy hết rồi, già thì mới báo nghề thôi. Hôm nay là đông mà. Bây giờ mình lại chuyển làm phở cuốn à? Bán hết rồi à chị? Đắt hàng nhỉ, hôm nay bán được khoảng bao nhiêu cân chị? 2 tạ không? 50 cân còn không được, nó 2 tạ. Em tưởng là hội đông chứ. Hội đông có sáng được bao nhiêu đâu đấy. Hội này chỉ có buổi sáng mới về đến trưa thôi à chị? Chiều là người ta về hết à? Cả ngày đến tối rồi. Về hết rồi mà cả ngày đến tối. À ngày tối à? Nhưng mà buổi chiều nó vắng nhỉ? Chiều nó vắng. Bây giờ mình tráng tiếp à? À, không có thời gian xào à? Ngay bán được nhiều cô bao nhiêu cân? Có từ tạ 2 tạ không? Nhiều lắm à? Chắc là phải được hơn chứ. Buổi trưa là đông hơn cô nhỉ? Rồi còn xào nữa không hay là mình nghỉ, xong nghỉ chưa? Vâng, kiếm tiền thế đủ rồi cô nhỉ? Đủ rồi. Ngày nào mình cũng bán à hay là ngày chợ mình bán thôi cô? À, ngày chợ ở đây là ngày bao nhiêu cô? Ngày mùng mấy ấy? Cứ thứ bảy tuần nào cũng là chợ. Thế nó không cách 5 ngày như các phiên chợ khác à? Ví dụ mùng 2, mùng 7 hay là mùng 4, mùng 9 không? Không như thế à? À, cứ thứ bảy là ngày chợ. Nó đúng giống kiểu như là Hà Giang ấy nhở. Khai kim. Ghi là khai kim nhá. Đây là khai kim. Vâng. Đây đây nào. Khai kim food nhá. Ờ à, rồi. Món là của Chào Đồng Văn. Tôi ăn. Vâng. Ăn là chụp chụp bây giờ. Ăn là chụp. Đâu. Đấy. À. Ngon không anh, ngon không? Ngon lắm. Ngon mà. Ngon lắm. Anh ăn lại miếng to to thế nào? Ăn miếng to to à? Xem cảm lấy cái cầm cả cái thìa mới được.
ăn chụp chụp đến nhiều hải khắp bên TV được. Ở đó. Đấy. Nha. Đấy đúng rồi. Chụp chụp vào. Đấy đúng rồi. Cả ta thật. Nó có mùi vị như nào anh? Mùi vị gì nhiều? Mùi vị ngon lắm. Không. Cái nguyên liệu của nó gồm cái gì nhiều? Anh tả nào. Cái nguyên này. Còn là có da đố này, có thịt ba chỉ này, có hành này, có cái món xịt dầu của Trung Quốc. Vâng, đấy. Okay. Nhưng mà còn món thêm nhiều món nữa, còn rau lại có các củ lại cái này nữa. Có lại củ cải nữa. Tức là cái dân của mình là thích cái món này phải không anh? Đúng rồi, dân của mình thích món này. Vâng, vâng. Thì một tháng thì là ở bên Trung Quốc sẽ mở khẩu. Vâng. Đấy, là sang tán ăn muối Trung Quốc ấy. Vâng. Quý vị mà muốn sang tán ăn muối Trung Quốc. Đấy, vâng, vâng. Sang tán ăn muối Trung Quốc. Anh mời em ăn muối đây. Vâng, vâng. Đấy. Đây là món phở xào đặc sản Đồng Văn. Đặc sản của Bình Liêu. Đồng Văn. Bình Liêu Đồng Văn. Vâng. Đây là món cái này là cái đồ giá của Đồng Văn nó ba chỉ cái này thế ba chỉ xào với xì dầu rồi gồm đây là hành đấy bây giờ tôi xin mời cả nhà xin mời cả nhà xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức món phẩm đấy. Ok luôn, ai muốn thưởng thức món này đến với Đồng Văn Bình Liêu nhá. Đấy, ăn ngon lắm đấy, ngon lắm, ngon lắm. Rồi. Rồi. Rồi, ok anh nhá. Ok. Rồi, ok chúc hai anh ngon miệng nhá. Anh mời em ăn cái này. Vâng, ok anh nhá. Vâng. Chúc hai anh ngon miệng đi hội vui vẻ nhá. Vâng, ok anh nhá. Nhập cho lão anh đi ạ. Có người tên là Hùng Bình Liêu. Vâng. Lần đầu tiên rồi rồi. Gặp Bình Liêu vẫn là gặp đầu tiên. Ok. Chúc khỏe các anh nhá. Sao mà anh em mình đây là chủ quán đi. À, thấy không? Thế thôi anh mình thường xuyên liên lạc với nhau nhá. Vâng, ok anh nhá. Chủ nhà hàng. Vâng, vâng, ok. Đây là chủ nhà hàng. Nhà hàng. Vâng. Có suối nào không? Hôm nay bán được nhiều không anh? Được, bán gì? Nhiều, hơn ta đấy. Hơn ta, đấy. Vẫn phải đấy. Phải chế bên này chứ, Thím. Thế nói đi, hôm nay anh có bán được nhiều không? Thím cứ ngại phải không? Không chia sẻ. Thím cứ ngại đấy. Vâng. Đấy, nhiều người đi chợ mà. Vâng. Đúng rồi. Đấy. Phở không đủ bán. Đấy. Vâng. Đúng rồi, phở không đủ bán. Thưởng quán đây. Hôm nay là chợ tình Đồng Văn. Đây là phở thái tây nó như này đây. Làm nhiều nó đều tay chị nhờ. Nó quen rồi. Hôm nay bán được mấy tạ chị? 5-60 cân á? Vâng. Cái này mình cũng tự tráng rồi à? Vâng. Như là máy luôn. Ví dụ mình có cái máy thái thì mình sẽ đỡ mệt hơn không chị? Có dùng máy không? Ở đây có ai dùng máy không? Không có ai dùng chị. Vâng. Đang đợi ăn phở xào à chị? Đang đợi ăn phở xào à, cô? Bây giờ mới đang đợi xào gì? Lúc nãy ăn chưa? À, ăn rồi gì? Vâng. Bây giờ là vắng rồi nha quý vị.
Còn một cân phở à? Còn một cân phở à? Một cân là gì? Cân rưỡi cả. Cân rưỡi cả. Ôi ơi. Nhiều đấy nhở. Ok. Đợi ăn, đang đợi ăn phở các chị ăn chưa? Chưa. À, chưa, bây giờ đang sáu thì. Vâng. Ôm. Cảm ơn quý vị đón xem, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Ngon không các em? Đây là đường hướng ra thị trấn Bình Liêu nha quý vị. Đây có cái nhà nghỉ rất là to đây.